Hello mọi người, dạ em là Hoa Hồng Đen đây. Bé mèo này là hiện giờ đang ở Trường Sa, phường 14, quận 3. Là bé bị xe đụng á. Bé bị xe đụng thì có bạn kêu cứu á. Hoa Hồng Đen mới đi từ Hóc Môn xuống để cứu bé, để đưa bé về thú y. Do trời đang mưa. Đây. Không quên review em cứu hộ nha. Nè. Cứu hộ đi cứu bạn mèo nè, đó. Rồi. Ướt nhẹp luôn, hai mẹ con ướt nhẹp luôn. Đây. Chân bị thương nha mọi người. Xe đụng em bây giờ cái chân của em đi không có được. Em đang rất là sợ ha. Lúc nãy là em cố thủ dưới đít tủ này nè. Nên là Hoa Hồng Đen xuống phải bắt bé bằng bao tay. Bao tay thần thánh của chị ba Hoa Hồng Đen mua từ bên Mỹ gửi về á. Đây. Đừng sợ nha, một lát mình đi thú y á, mình coi cái chân mình ra sao nha. Đó. Tội nghiệp ghê không? Bé đang sợ. Đang sợ á, không sao đâu con. Đưa tay đây, mẹ nắm, đưa tay đây. Cái này là chắc mèo quang hả ta? Em không biết cái gì. Thử bên đường qua hả? Trời ơi, kìa. Cái này chắc rồi, để coi coi cái đợt chắc đi gượng đực nè. Trời ơi, đi gượng đực nè. Đập đực. Đi gượng đực nè. Đưa cái mặt cho tôi coi coi, giấu nữa, đây. Nè đây coi. Nè, trời ơi, đi gượng đực mới bị xe đụng nè. Hai cái trứng giấy chà bá lửa luôn nè. Mắc cỡ hả? Đi gượng đực mà mắc cỡ gì? Đi gượng đực hả con? Không đi gượng đực hả? Trời ơi, đi gượng đực á, đi kiếm gái mà bị xe đụng á. Đi kiếm gái bị xe đụng hả con? Hả? Con đi kiếm gái bị xe đụng phải không? Thấy không? Đi kiếm gái bị xe đụng phải không? Trời ơi, thương ghê không? Rồi. Rồi các anh chị, Hoa Hồng Đen đã cứu bé rồi. Đợi tạnh mưa chút xíu nữa thì Hoa Hồng Đen với cứu hộ sẽ mang bé về thú y, kiểm tra cái sức khỏe của bé coi như thế nào, vết thương ra sao. Đây là bé mèo đời bèo đực nha mấy anh chị. Ở đây là tại 868 Trường Sa, phường 14, quận 3. Nếu mà ai mắc bé mèo này thì liên hệ với Hoa Hồng Đen. Bé mèo đực nha, đi theo gái bị xe đụng.